Xin chào mọi người đến với channel của Nguyễn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến thành phần thuốc điều hòa sinh trưởng kích thích tố cho hoa trái mang nhãn hiệu là Thiên Nông, sản phúc Thiên Nông, sản phẩm phục vụ nông nghiệp sản xuất với kỹ thuật cao nha. Tôi nói về đây là hướng dẫn sử dụng nha. Cái này là trọng lượng tịnh của nó là 100 kg nha. Quên xin lỗi, 100 g. Công dụng nè, sử dụng kích phát tố hoa Thiên Nông để giúp cho cây chỗ sớm, chỗ rất nhiều hoa, kết nhiều trái, to trái đẹp, chất lượng cao, ngăn ngừa trái rụng non. Đó, nó sẽ có ngăn ngừa trái rụng non nha. Giúp cây luôn chỗ đây là về lúa nha, giúp cây lúa nó vẫn sử dụng cho lúa được, giúp tăng trưởng rễ nhanh khi tháp cành, giúp cây mọc mộng sớm và dài hơn. Cách dùng nha, mỗi gói pha cho 100, mỗi gói cho 100 g pha được 200 lít nước, tức là một thìa cà phê đông vung 5 g cho mỗi bình 10 lít, pha 0,28 kg, pha với 560 lít nước, phun cho một ha. Thì mình không có quan trọng cái vấn đề đó, mình chỉ làm Thanh Long mà. Thì cái tỷ lệ nó 5 g cho một muỗng cà phê á, thì mình dùng cho 4 muỗng được là 20 g, đúng không? Thường thường thì làm Thanh Long là 20 g. Chú ý dùng bình xịt có áp lực vừa phải, phun đều như xương nghe mọi người, bạn nhớ là chú ý nha. Dùng bình xịt có áp lực vừa phải, phun đều như xương, phun vào các buổi chiều khi mát trời, vào giờ sau khi phun. Một số cây có triệu chứng lá lật ngược chỉ ít lâu sau đó lá trở lại vị trí như cũ. Không sử dụng thuốc thu hoạch 2 ngày là có nghĩa là cách ly, thời gian cách ly để sử dụng là 2 ngày nha mọi người. Trước khi bán là phải cách ly 2 ngày, bảo quản giữ gốc nơi mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sẽ bị rất là bị hư nha. Cái sản phẩm này á, thì mọi người dùng á, nó to trái rất là lẹ, và cái này nó sẽ gây lem trái ở 15 ngày chính. Thành ra mọi người phải quan tính kỹ những ngày nở bông cho đến ngày chính là tổng cộng 31 ngày, thì chúng ta phải canh sao cho đúng nó tầm 15-16 ngày, là chúng 19 á, 15-16 ngày chính á, là mọi người ngưng thuốc này, không có xịt. Và mọi người pha nhiều xịt thì để mà chảy nước á, thì nó cũng dễ bị bó trái. Chúng ta phải sử dụng cái liều lượng hợp lý và phun phải đúng kỹ thuật, là phun xương, phun vừa ướt xương thôi, không phải là phun ướt đẫm nha. Cái này là cái sản phẩm này rất là cái công dụng nó rất là mang lại rất là hiệu quả, nhưng mà chúng ta lạm dụng nó thì thiệt hại rất là lớn á, trái nó đẹp đó. Thì phải đúng kỹ thuật. Và cái bộ sản phẩm này thì tôi sẽ đưa link ở dưới, mọi người hãy vào shop để mua ha. Có nơi nhiều nơi rất là nhiều bán cái loại này, tôi sẽ đưa link ở dưới cho mọi người cùng mua. Và họ bán là 5 gói, một bộ 5 gói một lần, chứ không bán lẻ nha. Bán lẻ là cái có lẽ là vì bán lẻ họ không bán lẻ, bán nó thường thường nó vận chuyển nó cực hay sao đấy thì mình không biết. 5 gói hoặc là 3 gói gì tôi cũng không nhớ, nhưng mà tôi chập nữa tôi sẽ đưa link cho mọi người cùng mua sản phẩm này ha. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống.